Nó cầm như khỉ vậy, cái kèo bàn tay nó cầm như khỉ vậy đó. Kêu Quy ra mẹ biểu à. Kêu Quy ra mẹ biểu. Nhanh lên đi con, đi vô chuồng đi con. Rồi rồi, lẹ lên vô chuồng ha. Lẹ lên. Bữa nay đi ra dễ dàng quá ha, nâng cái cửa lên cái một à, rồi đi lên đi con. Nhầm bữa nào ha mà cái cửa hơi gắt, cái đứng trong mở hoài không được, cái la làng lên nha. Rồi lên đi con, bước lên sao vậy? Bước qua hồ cá, bước qua hồ cá. Rồi giỏi đó. Có cái mặt đây nè, mặt đại ca của Ruby nè, không giữ không quay cái mặt qua coi. Thôi lúc nào quay phim cũng giấu mặt trên dạ. Hả? Hung dữ quá mà, ai dám chọc hả? Ai dám chọc kép mà các nó chọc két cắn. Đụng đụng cái nhìn nó cũng chọc két cắn đó. Ai dám chọc, dữ quá trời dữ mà. Biểu. Mẹ biểu Ruby ơi. Kêu Bi ra mẹ biểu. Kêu nó ra mẹ biểu ơi. Ra mẹ biểu Ruby ơi. Ruby đâu rồi ta? Rồi Ruby đang ngủ rồi, cho nên làm thinh rồi. Kêu Ruby ra mẹ biểu. Kêu Ruby ra mẹ biểu. Con kêu Ruby ra mẹ biểu đó ha. Nha. Thôi kệ nó đi, cho nó ngủ đi. Nha. Trời ơi, mẹ kêu Ruby ra biểu cũng nói theo nữa. Để cho Ruby ngủ nha con. Nha. Không có kêu Ruby ra nữa nghe chưa. Nghe không? Trời ơi, nó đứng làm gì vậy? Hả? Kêu Ruby ra biểu cũng kêu theo đó ha. Nè, Ruby đang ngủ nè. Nè, Ruby nó ngủ mê rồi nè. Mẹ suối con kép kêu Ruby ra biểu coi cho Ruby đừng ngủ mà Ruby vẫn ngủ mê ha. Nha. Sụm ngoài trơn, mẹ kêu Ruby ra biểu, rồi kép cũng kêu Ruby ra biểu coi. Nóng nực quá à, đi ra đi con. Hả? À?
nóng nực quá à, cái đi ra đi, đi ra đây con, ra chuồng đi, trời nắng quá à, đi vô chi dạ hả à. Rồi đi lên, nóng nực hết sức luôn, vô chuồng đứng. Rồi qua hầu cá đi con, bước qua hầu cá. Ờ, quay cái mặt ra coi, quay phim mà đưa cái lưng không, lấy gì quay, quay cái mặt ra. Ai kêu múa đầu múa, có gì ăn đâu múa hả, có gì ăn đâu mà cắt múa. Chơi gà đầu đó nha, nha, chơi gà đầu nha. Chưa nào cũng ấy thôi, làm hết hồn nha, nha. Tự nhiên lấy cái mỏ gấp cái tay tôi à, tôi tưởng nó cắn đâu mà. Lên ngay, lẹ lên, đi vô chuồng đi con, đi vô chuồng đi. Ờ lẹ lên, đúng rồi, sao nói lẹ lên mà không lẹ lên. Nhanh lên đi con, đi vô chuồng đi con. Ờ rồi rồi, lẹ lên vô chuồng ha. Ờ lẹ lên, lẹ lên rồi, đi vô chuồng đi con. Giỏi quá rồi, kêu nó vô chuồng, nó nói lẹ lên, nó tự hối nó. Lẹ lên, giỏi quá chàng ơi, giỏi vậy ta. Rồi ngủ ngon nha, sáng mai tự mở cửa chuồng ra nghe. Cát ơi, Cát à, giật mình à, cái gì dạ, nói gì hả, vô chuồng rồi còn nhiều chuyện nữa nha. Sao bữa nay kêu vô chuồng mấy chị vô, thường bữa tự vô mà, nói gì dạ. Cát ơi, Cát nói gì dạ. Rồi ngủ ngon nha, sáng mai tự mở cái chuồng nghe chưa. Ừ, không có đợi kêu nghe chưa, không có ngủ trưa mà đợi kêu mới mở cửa nghe chưa, nghe không kêu.